có thể đối mặt với thủ môn của đối phương, và đó là một đường chuyền và khoảng trống tất nhiên sẽ là bàn thắng dành cho các cầu thủ của FC Ba Anh Em. Một pha tấn công 2-1 rất đơn giản. Người đã băng xuống để đón nhận đường chuyền của đội ở cánh trái, đó là cầu thủ Martial số 8, sau khi thực hiện đường chuyền từ cánh phải của Trọng Phúc. Sau đó là số 9 Cú Thành ghi bàn mở tỷ số 1-0. Rất nhanh chóng chúng ta được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của cuộc so tài. Nhìn vào bảng đăng ký thi đấu của cả hai đội bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay thì lực lượng của họ cũng không phải là quá dày. Tiếp tục là tình huống ghi bàn nữa dành cho các thủ Ba Anh Em. Vẫn là một tình huống ở hành lang cánh trái. Có vẻ như hàng phòng ngự của các thủ 78 FC họ đang có những vấn đề trong hệ thống đánh trận. Người đã ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi cũng là cú đúp dành cho cầu thủ Martial số 9 Cú Thành một cách rất nhanh. Cú đá ở tầm thấp, mặc dù đã đoán đúng hướng, tuy nhiên thủ thành của các thủ 78 FC cũng không thể làm khác. Lỗi rồi, sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ Ba Anh Em và trọng tài công nhận đó là một tình huống penalty. Penalty và người đang chuẩn bị cho pha bóng này đó là Khánh Du. Thứ 3, Binh Côi vào sân. Cú đá khá tốt dành cho cầu thủ Martial số 7. Rất nhanh chóng tỷ số là 3-0. Chúng ta đang theo dõi lại quả đá penalty của Khánh Dung. Mặc dù bóng đã chạm vào xà ngang nhưng nó làm mép dưới của xà ngang bóng bật vào phía trong. Nhiều pha điều tiết bóng chậm rãi. Khánh Du có thể dứt điểm, nhưng đó lại tiếp tục là một đường chuyền không vào. Và trọng tài công nhận thêm một quả penalty nữa dành cho các cầu thủ của FC Ba Anh Em. Có lẽ là thói quen tay của cầu thủ Martial số 7 Hoàng Trọng. Lần trước thì Fan và các cầu thủ của Ba Anh Em đã thành công, và lần này tiếp tục là Khánh Du ở trên chấm penalty và cũng không có sai số nào cả. Tỷ số là 4-0 dành cho các cầu thủ của FC Ba Anh Em. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống dẫn đến tình huống penalty. Tình huống bóng chạm vào sáng ngang nhưng không hiểu tại sao cầu thủ của 78 FC lại ngang nhiên ôm bóng một cách rất hồn nhiên luôn. Trái của cầu thủ Martial số 20 Đức Thắng. Vẫn đang cần một cầu thủ có thể làm tốt ở vai trò tuyến giữa cho các cầu thủ của 78 FC. Một cú đá từ xa rất quyết đoán, người ghi bàn đó cầu thủ Martial số 11. Tình huống ghi bàn của Phương là tỷ số lên là 6-0. Sau khi ghi bàn thì Phương cũng rời sân. Những sự thay đổi người của các cầu thủ bên phía FC Ba Anh Em sẽ thoải mái hơn, chắc chắn là như vậy rồi. Cơ hội có bàn thắng dành cho các thủ 78 FC. Người ghi bàn đó là cầu thủ Martial số 10 Hoàng Phúc. Sau những nỗ lực nhọc nhằn thì họ cũng đã có được pha mở điểm. Pha bóng bật ra hơi mạnh sau tình huống xử lý bức bột của cầu thủ phòng ngự bên phía FC Ba Anh Em là tiền đề để cho đối phương có cơ hội bằng vào dứt điểm. Và người làm nên chuyện là đặc biệt là bàn tỷ số của họ đang có được khoảng cách nới rộng rất an toàn. Xử lý rất khéo của Cú Thành.
Vẫn còn của Thành cũng đã từ xa. Tỷ số là 7-1 dành cho các cầu thủ của FC Ba Nhiệm. Độ nhạy của Quốc Thành và khả năng xử lý dứt điểm rất tốt để là Patrick. Không có tiếng còi nào ở trong tình huống vừa rồi và các tín hiệu của đội cũng đã có dành cho các vị trí ở trên sân. Và ngay tức khắc là một cú đá rất uy lực, bóng tầm thấp và góc xa. Và trên các nền tảng fanpage của Truyền thông Rugby, Highlight bóng đá và cả Trang Thể thao TV, chúng ta sẽ có những giải đấu sắp tới gửi đến quý vị khán giả. Vừa rồi là bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ FC 78. Người ghi bàn đó là Tấn Phát. Những nỗ lực đá khen dành cho các cầu thủ của 78 FC. Nhưng với kiểu tấn công như thế này và bàn thắng của Tấn Phát, chắc chắn là điều mà các đội 78 đang cần rất nhiều trận đấu ngày hôm nay. Thì đây là Quốc Thành lựa chọn chuyền cột hai, tuyến hai chính xác, đó là tuyến này và là bàn của Minh Khôi. Các cầu thủ của FC Ba Nhiệm họ đang rất nhịp nhàng, đó là bàn thắng tròn trục tỷ số trận đấu này và pha lập công thứ 8 của các cầu thủ Ba Nhiệm. Nó đến từ Minh Khôi, một đường chuyền trả lại của đồng đội rất vừa tầm. Người thực hiện trả bóng vừa rồi đó là Sơn. Thực tế thì trước tình huống ra chân của Minh Khôi sau đó chuyền của Sơn thì Quốc Thành cũng hoàn toàn có thể dứt điểm phần cuối của hiệp đấu đầu tiên. Thì Trọng Phúc được rút ra, cầu thủ đá vai trò hậu vệ phải ở ngay đầu hình xuất phát một tình huống đá phạt góc và ghi bàn của Trọng Phúc. Thật tiếc dành cho thủ thành của các cầu thủ 78 FC khi mà anh đã cố gắng để đá bóng ra nhưng không thành, bóng lại xoáy thẳng vào lưới của mình. Đó là bàn thắng thứ 9 mà các cầu thủ của FC Ba Nhiệm có được ở trận đấu ngày hôm nay. Và như vậy là các vị trí tấn công, đá lân lưu hay là đá phạt góc được. Đấy rồi, Toàn Anh qua người. Rất khéo dành cho cầu thủ Ma Chéo số 22. Đó là bàn thắng thứ 4 của các cầu thủ bên phía 78 FC. Một pha lấy bóng ở phần khu vực giữa sân và triển khai rất tốt của các cầu thủ bên phía 78. Khi mà các cầu thủ ba anh em đã có tình huống xử lý hỏng, phối hợp hỏng, thì việc thủ thành Thái Bình phải đối đầu với chân sút đối phương cũng là điều dễ hiểu. Nguy hiểm. Vẫn có bàn thắng tỷ số là 5-9 được rút ngắn cho các đội 78. Có vẻ như họ đang có những động thái vùng lên. Hai bàn thắng đến liên tiếp dành cho các cầu thủ của 78 FC. Lần này người ghi bàn là cầu thủ Ma Chéo số 10, cú đúp của Hoàng Phúc. Mạng lưới của Thái Bình đã bị rung lên. Trong khi đó thì Tô Thịnh vẫn có thể sẵn sàng trở lại, nhưng với các thủ ba anh em lúc này họ vẫn đang trong năm bàn thắng của các thủ bên phía 78 FC. Một pha bóng xử lý nhẹ nhàng, tỷ số tròn trục cho các thủ ba anh em. Pha xuống bóng của Minh Khôi và đó là cú đúp của cầu thủ này. Chúng ta đang bàn đến câu chuyện các cầu thủ 78 đang có những động thái hưng lên thì ngay tức khắc mảnh lưới của họ bị rung lên lần thứ 10. Minh Khôi vẫn là cú đá của Minh Khôi, đó là hat-trick dành cầu thủ Mặt Trận số 3. Bàn thắng thứ 11 dành cho các cầu thủ 3 anh em. Việc bài nhiên và làm vào lúc này có lẽ đơn giản hơn, đó là ngồi bấm tỷ số và đọc tỷ số mà thôi, bởi vì nó diễn ra quá nhanh quá nhiều. Nhưng chúng ta cũng đang chờ
những động thái vùng lên mạnh mẽ cho phần còn lại. Và quý vị khán giả khi truy cập và chưa like fanpage thì hãy có thể like và bật chuông thông báo để có thể đón nhận những trận đấu giao hữu mà chúng tôi mang đến và cả những giải đấu nữa. Tiếp tục pha lập công thứ 12, người ghi bàn lần này đó là cầu thủ Ba Trang số 4 Đăng Huy. Cú đá ở vòi ngoài vòng cấm và khiến cho mảnh lưới của thủ thành Chi Dũng bị rung lên. Vẫn có bàn thắng cho tình huống xử lý rất khó từ cánh trái. Ở mọi cự ly khi tung chân thì đều có pha lập công dành cho các cầu thủ của FC Ba anh em. Mình bàn thắng của Khánh Du. Tiếng bàn tỷ số vẫn đang đổ rất đều đặn cho cầu thủ tài của hai đội. Đội hình và chiếc khung gỗ của các cầu thủ Ba anh em thì anh chịu nhiều sức ép và phải nhận bàn thua nhiều hơn. Quả trống dành cho số 19 của các cầu thủ FC Ba anh em. Và ghi bàn của Ngọc Thanh. Mười chín bàn thắng đã được ghi trong trận đấu này. Vừa rồi là tỷ số 14-5. Bàn thắng thứ 20 là Nhiên sẽ sụp highlight luôn. 20 bàn thắng là cắt highlight là gần bằng một hiệp. Nên tốt nhất khỏi ạ. Có vẻ như có bàn thắng dành cho các thủ 78 FC. Đứng lâu quá và bàn thắng nhiều quá thì cũng phải làm cho đồng đội giật mình chơi. Tình huống của hậu vệ Châu Phúc đưa bóng thẳng vào lưới nhà. Tỷ số đã được rút ngắn thêm cho các thủ 78. Có đến từ một tình huống đá phạt góc ở cánh phải. Đến cánh trái cho đội hình của 78 FC. Và đó là một cú đá rất xoay của Khánh Du. Tỷ số lại gia tăng. Và đây bóng bằng cầm dày. Tình huống động tác skill quan người rất hay và rất mềm mại của Khánh Du trước khi tung ra cú dứt điểm. Và có vẻ bóng đã đập mặt sân. Đó là yếu tố khiến cho thủ thành Chi Dũng đã không thể làm khác khi phải lưới nhập vào lưới nhập. Kỳ 30/4/1/5 thì chúng tôi cũng sẽ có trận đấu giao hữu sớm hơn để gửi đến quý vị khán giả vào lúc 9:30 sáng mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu sớm với một người, quý vị khán giả nhớ được chưa đã xem. Bàn thắng của Phương. Tỷ số rất đẹp 16-6. Biết là những trận đấu giao hữu thì chúng ta mục tiêu ban đầu sẽ là đó là cú đá rất đơn giản. Chúng ta có thể nghe thấy rất rõ là thủ thành Tô Thịnh đã yêu cầu các đội kèm 1-1. Nhưng mà một tên nào cũng biết lại khoảng trống quá nhiều dành cho Tô Phương. Đức Thắng đã ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay và đó là cú đúc của cầu thủ này. Cú đá cực kỳ tốt của Đức Thắng ở tầm thấp và đi vào góc rất đẹp. Cú đúc của Đức Thắng cũng là cú đúc thứ hai cho các thủ 78 FC. Theo đó là Hoàng Phúc. Ủa đó, Trò Phúc. 3 đấu 1 cho các cầu thủ của ba anh em. Trấn Cháy. Hai cú dứt điểm liên tiếp. Tình huống của Ngọc Thành. Đúng là 3 đấu 1 thì khó tránh được bàn thua. Nhưng Ngọc Thành cũng phải cần đến 2 thì muốn ra trận mới có thể hoàn thành xong tình huống tấn công vừa rồi. Họ đã thiếu đi một nhạc trưởng thực sự ở khu vực này. Cơ hội! Và là bàn dành cho số 4 Tấn Lợi.
Tỷ số được rút ngắn còn 87. Bóng đã được đưa vào lưới của đối phương trong trạng thái mà thủ thành Tô Thịnh. Ba đầu bốn. Trả bóng rất nhẹ nhàng nhưng vẫn thành công dành cho số 7 của các thủ bài 8 FC Hoàng Trọng. Bàn thắng thứ 9 của trận đấu này cho các thủ bài 8 FC. Hy vọng là kịp có 10 bàn thắng cho họ trước khi tiếng còi cất lên. Tỷ số vẫn là rất lớn, 9-7. Đức Thắng và Trọng Phúc. Trọng Phúc 3 đấu 2, 3 đấu 1. Cả vị trí đã khá tấm mệt, không kịp lùi về. Và pha lập công dành cho cầu thủ Marcel số 4 Đăng Huy cũng là tình huống kết thúc trận đấu ngày hôm nay với kết quả chung cuộc là 18-9 dành cho các cầu thủ của FC Bayern Munich trước đối thủ. Trước khi giờ được này, trước khi khép lại trận đấu này, chúng ta theo dõi lại bàn thắng của các cầu thủ Bayern Munich. Và cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán giả ở trên trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 9:30 sáng mai. Còn bây giờ, tôi và anh em ekip thân ái tạm biệt và hẹn gặp lại.